Hoa xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cầm cao 7 chỗ giá rẻ phiên bản full cao cấp, rất đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm. Lựa chọn đó chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 1.5, sản xuất năm 2021, lăn bánh với quãng đường là 46.000 km rồi. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất của chiếc xe là màu nâu. Đăng ký lần đầu của chiếc xe là năm 2022, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Với bản này nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn là full đầy đủ các chức năng, tính năng an toàn, đèn chiếu sáng full LED. Rồi là những các phần như là bộ vành của chiếc xe được trang bị vành hợp kim, đa lan và những cái chi tiết về phần lốp láp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là dày dặn. Đếp núp vẫn là liền đời theo xe. Để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn mua xe cũ đã qua sử dụng thì mình hãy mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng. Check lại kiểm tra tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mà nên cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Các đường nét tổng thể của chiếc xe từ những phần nội thất đến phần đuôi xe. Anh chị và các bạn có thể thấy xe có trang bị là hệ thống đèn dạng LED rồi. Có những cái chi tiết ôm vào phần thân xe và phần đuôi xe. Những cái chi tiết nó tạo lên cho chiếc xe nhìn trông nó đẹp mắt và ưa nhìn hơn. Tính năng an toàn thì nó vẫn mang lại đầy đủ cho anh chị và các bạn như hệ thống cảm biến, cam lùi, gạt mưa, đèn cảnh báo. Không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó rất là rộng rãi, cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Đây là những cái chi tiết như là phần thảm sàn, dán lưng ghế, ba chủ đã trang bị hết rồi. Những con ốc bản lề của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua clip em quay cho anh chị và các bạn có thể theo dõi để biết được cái tình trạng của chiếc xe có bị đâm va về phần đuôi hay không. Xem sơ qua đây thì các bác có thể thấy là những con ốc bắt đèn của chiếc xe nó vẫn còn nguyên bản, không hề có hiện tượng bị chọc ngoáy do quá trình bị vỡ đèn phải thay đèn anh chị nhé. Đây là những cái phần hàng ghế thứ ba khi mà gập xuống, còn khi mà các bác mà ngồi cần ngồi đủ cho 7 người ngồi thì mình có thể dựng lên. Cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó sẽ bị thu hẹp lại. Những phần ngoàm cửa của chiếc xe thì nó vẫn còn đẹp nha anh chị này. Và bây giờ thì em sẽ đóng cái phần cốp lại, sau đó mời anh chị và các bạn đi tham quan về cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe để mình cùng cảm nhận về cái không gian ngồi. Tiện nghi thì ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì nó cũng không có quá nhiều. Đa phần nó chỉ tập trung vào khoang lái với trải nghiệm cho người lái xe. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó rơi đâu đấy cũng rất ít thôi ạ. Chỉ khoảng 8 lít một chút là anh chị bạn có thể di chuyển trong phố này. Còn dưới 6 đến 7 lít thì là nó sẽ dành cho các cung đường kết hợp cũng như là ngoài đô thị. Đây là những cái chi tiết về phần ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể thấy nó có hai tông màu. Màu nâu và màu đen. Với chất lượng ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai thì nó vẫn giữ được độ đẹp do rất ít khi sử dụng. Đây là những cái phần trần xe thì nó sẽ được trang bị như là 4 cửa gió điều hòa, có lúng điều chỉnh gió phía sau để giúp cho làm mát ở cái không gian hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba nó sẽ nhanh hơn. Không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có những cái gì? Thì em sẽ mời anh chị và các bạn ngắm qua từ phần cánh cửa đi vào. Các phím bấm chức năng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ ràng. Đấy, anh chị và các bạn có thể nhìn qua. Với hệ thống vô lăng của chiếc xe nó sẽ có trạng dạng 3 chấu tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Có giới hạn tốc độ, có đàm thoại và phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin với các thông số của chiếc xe. Đề nổ start top này, màn hình đã được nâng cấp lên màn hình Android rồi. Nó sẽ cho anh chị và các bạn nhiều chức năng giải trí và tiện ích hơn. Cần số thì được trang bị là dạng dọc, có phanh tay cơ. Ghế ngồi của chiếc xe thì cũng là chỉnh cơ thôi anh chị ạ. Bậc lên xuống thì cũng đã được ốp bảo vệ đầy đủ. Chất lượng má ghế của chiếc xe chỉ có thể nhìn qua. Và thảm sàn của chiếc xe được trang bị dạng cao su nên cái quá trình vệ sinh của chiếc xe nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, những cái chi tiết tổng thể thì em cũng cố gắng quay rõ cụ thể từng phần một để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm lựa chọn xe tại Anh Vinh Auto. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe. Với cỗ động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là máy 1.5 nên cái khả năng vận hành di chuyển của chiếc xe nó cũng rất là tiết kiệm, cảm giác lái nó vừa đủ
với cái công suất của chiếc xe nó mang lại cho anh chị và các bạn di chuyển đường trường hay đường cao tốc. Ốc ác của chiếc xe thì vẫn còn chấm vẩy sơn KCS của nhà sản xuất, nó vẫn còn rất là đồng đều, đảm bảo anh chị và các bạn yên tâm trên văn bản hợp đồng giấy tờ, không đâm va, không ngập nước. Với cái mẫu xe hiện tại em đang giới thiệu anh chị và các bạn đây thì đang có một cái mức giá cho anh chị và các bạn chỉ với 559 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho một chiếc xe đăng ký tên cá nhân sử dụng, chính chủ mua từ mới anh chị nhé. Em rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của anh chị và các bạn.